review khung thành giải ngoại hạng Anh. Khác biệt rõ rệt với khung thành của sân Mỹ Đình, trước mỗi trận đấu, khung thành sẽ được kiểm tra kỹ càng. Đặc biệt, sẽ có một khung thành phụ được dựng lên ở phía cột góc để các thủ môn có thể làm quen khởi động. Những bài tập làm quen với không gian thực, khung thành chính sẽ được sử dụng, giống như là sút bóng hay tạt bóng cho thủ môn chụp lại. Khung thành phụ ngay lập tức sẽ được tháo gọn khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Vậy thì khung thành chính thì sao? Sau khi kết thúc trận đấu, khung thành chính có bị tháo gọn giống như khung thành phụ hay không? Đây là câu trả lời cho các bạn nhé. Chắc chắn là có. Nó sẽ được dời gọn ra phía sau cho các nhân viên tu dưỡng toàn bộ mặt cỏ vừa thi đấu. Đây là cận cảnh ốc vít được bắt rất là chắc chắn ở phía góc vuông của khung thành ngoại hạng Anh. Cực kỳ chắc chắn nhưng cũng rất là gọn gàng và dễ dàng tháo lắp. Cùng Soccer và Neymar Sport khám phá bóng đá Anh.